gặp qua wow, chỗ đều luôn, đều mong luôn á. Ủa tô như vậy là bao nhiêu cô? 35 ngàn. Dạ. Tôi là con bán chỉ có vậy thôi. Rất là giá rất là rẻ bình dân luôn á cô. Ngon thêm mấy cái tim, lại có con kem. Đã. 50 con. Hôm nay là cô Chính bán món nha. Bún măng vịt hả cô Chính? Ờ, bún măng vịt con. Ở trên đây là cánh hả cô hả? Cánh đồ đầy đủ. Mát khô trên này đầy, dưới này đầy. Chắc mày cũng đầy, bây giờ cũng còn vậy thôi. Muốn quay cô đẹp nhất là phải ra đầu giờ á cô. Dạ, đầu giờ là đẹp nhất. Ra đầu nhiều. Dạ, đầu giờ là 6 giờ. 6 giờ đúng rồi, ra đầu nhiều lắm. Một cái phần đùi đều quá vậy. Đều tăm tắp luôn ha. Sáng vô ra là cái bún vịt là nó đông quá con. Đừng có bị ngược rồi nên không có thấy rõ lắm. Trời ơi thịt quá trời hình nè. Cái phần này ức hả cô hả? Ức đùi cánh đầy đủ hết đó con. Có gà nữa cô, bán có gà nữa. Cô Chính của 7 ngày 7 món quay cho cả nhà nha. Ở đây là số 108-20A của đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 cho cả nhà. Để quay cho cả nhà. Đó, hồi menu là để kế bên. Ngày hôm nay cô sẽ là ngày thứ tư sẽ bán bún măng vịt. Khách khách lạ hả cô? Chị đi lâu lắm rồi đó, là chị mới quay lại á. Chị dọn nhà đi xa quá. Dạ, ăn gì là đi xa mà cũng phải nhớ đó. Ý là cô nói như vậy. Dạ. Cô Thảo ba tô đều mở hết. Cô khoái ăn mở. Cô Thảo là cô lúc nãy hả? Lúc nãy là cô Thảo nó tay mở. Cô bán gì? Dạ. Người đồ ăn nạt không khoan, để chút con Trang nó múc không. Ủa tô như vậy là bao nhiêu cô? 35 ngàn. Dạ. Gì? 35 ngàn hả? 35 ngàn. Còn ai ăn lòng với thịt thì 50. Ừ, là cô bán chỉ có vậy thôi. Rất là giá rất là rẻ bình dân luôn á cô. Trời ơi, nhiều nha chứ không phải ít nha. 35 ngàn mà nghe ít không có nha cả nhà. Cô ăn mỡ. Ừ. Cô bán ở đây á. Con quay không biết nè. Dạ đúng rồi. Con ăn không biết mà. Tại vì có cái xương không cô ấy, cô phải là nè không mà chỉ có cái miếng xương. Cái miếng xương nhỏ ở dưới. Dạ, thành ra phải chặt cái khúc cuối. Em thấy đá miếng. Giờ tôi gà hả? Ăn đây á chị. Chị gái này ăn thịt thì mỏng, thịt mỏng. Nhiều sở thích nhưng mà cô đáp ứng đủ hết em. Mỏng dày, phần này phần kia là có đủ luôn cả nhà. Đi về hả? Con ăn đây miếng đùi, lấy từ cô nhỏ rồi nha. Mềm ra. Đúng rồi. Gì con? Cô luộc trước cô mới hầm trước ngày hầm xả nhiều lắm.
thì Di con mới thấy là nó có cái đồ rất là tươi, nó còn ngậm nước chứ không phải là cái măng khô mà nấu ra nha. Măng khô ở đây người ta không có ăn, nếu mà măng khô thì nó sẽ bị teo lại á, cả nhà nó không có được như vậy đâu. Bữa cô đi chơi cô cũng mua măng khô về tắt chịu, lại quay thấy cô đi khắp nơi cái xong cô mang về ta hỏi là cô kể mấy vụ rồi đó. Cô đi cầm tâm tắt chiều mai đi từ thiện nè, chiều nay mà thôi chắc không đi quá. Dạ. Tại vì mấy đứa nhỏ nó đi á. Hương ăn xương nạc hương. Giờ tôm miếng. Bật miếng này cho bà giờ. Ở đây là 108-20A của Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 nha cả nhà. Nếu mà một gốc tư đùi thì sao? Cô bán gốc tư này là 65 ngàn. Dạ. Có cái lớn 70 vậy đó. Còn ớt thì cứ 70. Dạ. Lòng cô bán bộ 20 hả? Lòng bự lắm, bộ có 20 thôi. Ủa mà hết hay sao rồi cô? Đây này cô. Cô có 40 bộ lòng mà cô lấy được làm đó, bộ lòng vậy cô bán 20. Đó có 20 bộ rẻ đó, rẻ. Đó cô bán dạ. Cô bán bộ lòng là 20, khách ăn cho quen ta biết. Dạ. Rồi vô trong ngồi đi em. Bán cô bán đây tao muốn ăn thì ta tự lựa. Đó, những cái đùi này là 40. Đó, cái đùi này thì 40. Dạ. Nè con ơi, miếng đùi nè Trang ơi. Một cái đùi cái hết cái tô luôn rồi. Ủa em đó 240 hả? Lại cô chính của Kim Cương là quay đã luôn. Tại vì do là khách nhiều ấy cô ha, cái mình liên tục cái làm tô, nhìn khách trên video cũng nhìn quan sát được rất là nhiều đúng không cả nhà. Hình như là con quay cô chính là từ những ngày đầu luôn ấy phải không? Mấy bạn chưa có quay phải không? Chưa, con quay lần đầu tiên. Dạ. Hình như con hai tô bún luôn. Món gì thì con quên rồi nhưng mà món con quay đầu tiên là bún riêu. À. Cho anh chị công ty ấy. Hôm nay là tới món măng vịt nha. Còn ngày thứ tư cho cả nhà, những ngày còn lại Ngọc sẽ để menu cho cả nhà. Nhưng mà hầu như là món nào thì gia vị cô nên cũng khá là đậm đà và rất hợp với mình. Cho nên thành ra là mình quay hết menu là như vậy. Ừ chứ ăn nhiều quá người ta ăn đâu có hứa. Giờ thôi mốt quen lại làm nữa ha. Ăn đợi phim mà đâu kêu biết biết. Cái cọng miếng này lạ quá cô. Cọng miếng này cũng miếng rong con, nó ngon lắm. Ừ. Chứ không phải như miếng bở. Nghĩa là dây ít miếng gan với thịt nè. Rồi một cái miếng gà nữa. Cô từ đây tới gần Tết cô có bán món gì mới nữa không cô? Cô chưa quay tiếp Ramadan phải không? Dạ chưa. Không, mà hôm qua thứ hai đúng không cô? Tiếp Ramadan thứ ba. Ở thứ ba chứ thứ ba. Hôm qua này cô bán là qua chỗ đều luôn, đều mân luôn á. Thôi nhìn tô quá đã luôn. Nè cái miếng gà nè. Miếng gà là cho anh quen anh công ty ấy. Cái dạ. Này dạ. Lòng ở trong. Dạ. Đó, ừ. Cái này là đồ bình đồ dừa hả? Đồ à, đã không cho. Cô bán sạch ta. Gà cô bán ít hơn, gà cô bán có 4 con, có thịt mười mấy con. Dịch trong khoảng nửa 6 giờ cho đến tầm khoảng chắc khoảng tầm mấy 9 giờ thôi á tôi ha. 8 giờ, bữa 8 giờ. 8 giờ. Có bữa 9 giờ vô trường bán hàng ăn mình đó. Dạ. Mà làm kịp á. Ừ. Tầm 2 tiếng, ồ có cái menu nữa. Ngày hôm qua là ngày thứ 3 thì cô sẽ bán món hủ tiếu Nam Vang. Rồi ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi cô bán bún miếng đó. Rồi có vịt có gà luôn nha cả nhà. Ai ăn mỡ thì bỏ mỡ ra ăn nè các bạn. Chiều hết luôn. Ừ. Cô cắt được tâm cách vậy ta. Cô bán cứ có chị giá 20.
chỗ cô nghe trời không thể bỏ qua đâu tại vì nhiều món quá nhiều món ngon quá trời. Dạ, hủ tiếu Nam Giang để tuần sau con sẽ canh lại vào ngày đó. Ủa lắm to cái bề cái bề rất to đó, phải con to nó mới to đúng đó, thì cô dịch con thấy siêu sạch thật siêu sạch luôn, miếng con ăn rất là dày mà thì kia thịt. Việc ở chỗ cô là trong cái nồi nước dùng là măng tươi luôn nha cả nhà, cô nấu lên để có đồ ngọt, độ chua nhẹ dịu của phần măng tươi. Chị Phụng nó là bún thịt á, phần thịt này mài bún thịt ít bún hơn. Con ăn đây em về nha. Đó, siêu thịt đó con. Hai hộp miếng chân trai đó hộp lớn nha. Chân trai thì miếng luôn. Miếng mày không ra thêm mấy cái tim tại không ăn kem đã. Hai hộp miếng lớn, cái hộp lớn bán bình thường đúng không? Em gái này của hai hộp là nó khác nhau gì cô? Hộp lớn hộp nhỏ hả? Đi ra quán cà phê ta. À dạ. Nên thành ra là lấy cái hộp nguyên bự à. Cái miếng của cô rất là đặc biệt luôn. Miếng này gọi là miếng dai, miếng dai hơn. Miếng rong. Cái bao hộp. Hai đũa hai muỗng. Đó giờ mình bán gì mình cho được cái hộp 40. Còn hộp kia là con tính tiền. Hộp này nó bự nó cứng cáp hơn á. Dạ. Mấy gái này muốn luôn. Cô muốn đem về. Lâu lắm rồi không được. Anh ơi, bán tôi hết luôn. Đây coi đến 5, 6, 7 lát thịt luôn á. Mà chỉ có 35.000 cái tô đó thôi đó cả nhà. Đó, bình dân cho mình lựa chọn đúng không? Cô làm ngon lắm. Dạ.
giống như trộn lên cái gia vị đặc trà. Ừ. Hành tím nè. Wow. Làm sẵn đó cô ha. Để hồi khách tới mình để lên luôn, khỏi còn chặt nữa. Đó, sáng cô chặt đều tôm thấp luôn. Sáng hôm ra cô chặt hết lên luôn á. Sáng cô chặt hết tủ luôn á. Còn khúc này là chưa có làm kịp đó. Chưa làm kịp á. Của chú mang lại luôn. Dạ. Dạ. Đó, bán ngàn đó, đây là 35 ngàn. Với ổng thấy thường nghiệp á. Dễ thương lắm. Dạ. Nói á. Cảm ơn nha. Ừ. Cô chính nghĩ không có gì ăn hết. Mời à. Ê chú nói vậy hả? Cô chính nghĩ là không có gì ăn đó. Tháng không có gì ăn hết rồi. Tôi là 50 luôn đó nè. Chú bún. Có miếng chú. Mai miếng. Đang cùng tôi ăn đây. Ăn cầm về trước đi. Cô mai miếng ít miếng cho con chơi. Đừng cho gì đó. Tô chú nè. Đây nè. Của cô mai xương xương nè. Xương xương cánh cánh. Xương cánh cánh. Ăn cho đỡ ngán. Đó cô bán cái phần nạc, mỡ, dạ. Đùi, cánh, cái da, cái đặc biệt trong dạ. Bán gì mình chặt đó. Không, con muốn ăn nguyên cái đùi luôn con. Okay. Cái đùi này nè. Rồi. Cái đùi này luôn đi cô, mà cô để nguyên cho con. Cô để đúng rồi, hai con ứng riêng nhưng mà cái gì ta? Lòng. Cho. Lòng luôn ha. Cô cho con lắm bộ lòng luôn đi cô. Nhưng mà để cho con nguyên cái đùi nha, để con chụp hình cho đẹp. Rồi. Con bún miếng. Dạ, một bún một miếng đi con. Rồi, một bún một miếng cho mẹ cái dĩa. Cái dĩa lớn hơn chứ. Thằng Thành nó mang cho. Đông quá trời. Ở đây vô. Không, con tắt một bún tay cho mẹ tìm cái nữa. Cái gì, cái dĩa không? Rồi, rồi, chờ chút nữa. Lấy dĩa lớn hay sao? Ừ, lấy dĩa lớn. Một bộ có mề, có gan, có, mề, có, gan, có tim đủ. Là 20 ngàn thôi. 20 ngàn. Trời ơi, bất ngờ. Dạ. Cô mua mang về. Thôi chứ phải khỏi con ơi. Khỏi đi. Vừa rồi hả cô? Cô làm cho con hai dĩa cho đẹp. Còn nhớ để nguyên nha cô. Nhưng mà nếu mà tất cả phần này luôn là bao nhiêu à, như vậy á là cô dạ. Bán như vậy với hai tô bún với này là 1.2. Dạ. Đó là nguyên cái đùi. Nguyên cái đùi rồi thêm một bộ lòng nữa. Đó. Đó là nguyên cái đùi. Con vô cho chị gặp chứ con. Em
đó, vậy là 20 nè con, cô bán vậy nè, đó. Bộ lòng. Trồng cho nó lắm. Từ 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 tìm chỗ. Hình như bên kia hết trời. Wow, ngon quá. Đó là chắc đói bụng rồi. Xong rồi. Đây là tô miếng rong. Miếng rong là một tên gọi, Ngọc thì cũng chưa có biết rõ lắm ha. Rồi bây giờ ăn thử nha. Và sẽ bỏ rau mình vô nha, tranh thủ nha cả nhà đi làm nữa cả nhà ơi. Hai miếng. Ê, thêm cái này đó. Chút nữa. Rau đồ này kia rất là ok cả nhà. Rau đồ đầy đủ nè, xong được cái nữa. Cái phần ớt nhìn như vậy nè, nó không có bị màng á, là chứng tỏ là cô rất là kỹ luôn á cả nhà. Nghĩ thường khâu một để cho khách mình ăn ngon hơn từ cái miếng ớt luôn. Rồi bên đây là cái dĩa của Ngọc nha. Đó, nửa cái đùi, bên đây là bộ lòng. Giờ ăn luôn đi. Lúc nào cô nêm nếm là cũng sẽ có cái hậu vị đậm đà và kiểu thiên về ngọt ngọt nhẹ nhẹ thôi. Cũng thành ra rất là mùi vị với mình. Chấm nước mắm gừng, lấy một miếng thịt, thịt rất là nhiều đây. Dưới đây cũng có miếng thịt quá trời luôn. Cái mắm ngon quá vậy. Thịt dẻ. Ủa, có phải là còn miếng này nó nhanh nở không? Có vẻ như hồi nãy á, cỡ khoảng 5 phút thôi. Cái cọng miếng bây giờ nó hơi to hơn hả cả nhà. Nó dai hơn, cái độ dai nó nhiều hơn. Nhưng mà nó không có bị dễ trụt, nó bị cứng. Ngon. Mà được mắm rất là sắc. Mắm tươi luôn. Anh gọi thích vô xe nó ra nó bán cho mọi người bây giờ nó sáng. Ngon. Mề rất là dày và to ha. Mề dày to, ăn giòn. Ăn giòn kiểu dạng sực sực. Thêm vào trái tim. Bộ đồ lòng này đầy đủ nha. Cơm mềm. Cho thêm một miếng huyết. Thêm da nữa nè cả nhà. Đó. Nhìn cái màu nó không có đậm, nó sẽ sạch sẽ lắm. Đó, thêm da này nó tươi ngon. Hết cung á, là về cơ bản. Nãy giờ Hồng ăn một cảm nhận là cái món này nó hợp với mình từ cái phần nước mắm cho đến cái phần nước súp, nước lèo. Thì mỗi ngày cô bán mỗi món cho nên thành ra là mỗi người thì cũng sẽ có một khẩu vị khác nhau. Cho nên là khi mà cả nhà có muốn lại, giống như muốn lại thưởng thức cái chỗ cô thì cứ ăn thử một món hoặc hai món đi. Nếu mà mình thấy là hợp lý thì mình sẽ lựa chọn là ăn thêm món nữa ha. Món thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó, cả tuần là đầy đủ luôn. Không cần suy nghĩ là hôm nay là mình sẽ ăn món gì hay là rồi mình sẽ ăn sáng làm sao hết cả nhà. Đó là chỗ cô chính là đúng, mỗi ngày là mỗi món thay đổi luôn. Cái này ở bên ngoài thì thịt nó hơi mỏ xíu, sáng cái giọng mình nó hơi khàn nha cả nhà, nghe nó kỳ kỳ. Nó nói chung là cái phần da nó hơi mỡ, nó bám vào chứ nhanh, nhưng mà ở trong vẫn có thịt nhiều nha. Đây, cái này là cái phần đùi nên nó sẽ có gân gân như vậy. Ngon quá. Kiểu như bộ đồ lòng này chấm chấm buổi sáng mà kiểu ăn vừa khẩu vị này á, ăn rất là bắt ngon. Nếu mà nhà nhà muốn ủng hộ thì nhớ nhà địa chỉ ở đây nhà 108-20A của đường Trần Quang Diệu, quận 3. Nếu mà khó hơn thì cả nhà cứ search chùa Kim Cương trên bản đồ thì bản đồ sẽ chỉ tới ngay chỗ cô chính, tại cô chính đối diện với chùa Kim Cương. Rồi, bye bye cả nhà, gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo. Bye bye.